Sau một hành trình đáng ngưỡng mộ tại V-League 2020, Sài Gòn FC đã cán đích ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng và đoạt vé dự vòng bảng AFC Cup 2021. Theo kết quả bốc thăm, Sài Gòn FC rơi vào bảng F. Đội bóng chủ sân thống nhất sẽ đối đầu với những đại diện ưu tú của Malaysia, Singapore và Indonesia. Đây là lần đầu tiên Sài Gòn FC góp mặt tại sân chơi châu lục, thế nên họ cũng có những sự chuẩn bị về mặt lực lượng. Bên cạnh những trụ cột như Phạm Văn Phong, Nguyễn Minh Trung, Huỳnh Tấn Tài, Cao Văn Triền, Pink Team đã có những sự bổ sung đáng chú ý từ đầu mùa giải 2021 như Đỗ Melo, Ibu Kebe, Pape Diakite và Daisuke Matsui. Về cơ bản, đoàn quân của huấn luyện viên Phùng Thanh Phương đảm bảo sự cân bằng ở cả ba tuyến và sẽ là một cái tên đáng gờm tại bảng F AFC Cup 2021. Năm cùng bảng với Sài Gòn FC là Persipura Jayapura của Indonesia, Lion City Sellers của Singapore và Kedah Darul Aman của Malaysia. Đầu tiên, phải kể đến Persipura Jayapura đến từ xứ sở vạn đảo. Đội bóng này chiến thắng 2 trận trong năm 2020 vì giải Liga 1 của Indonesia bị hủy vì dịch Covid-19. Nhưng thành tích ở mùa giải 2019 với 14 trận thắng, 11 trận hòa và 19 thất bại và cán đích ở vị trí thứ 3 chung cuộc đã giúp họ giành vé dự AFC Cup 2021. Tiếp theo là Lion City Sellers đến từ đảo quốc sư tử Singapore. Họ là đội bóng được thành lập từ năm 1945 và có bề dày truyền thống. Với việc kết thúc mùa giải Singapore Premier League 2020 ở vị trí thứ 3 đã giúp những thủy thủ có được tấm vé dự vòng bảng AFC Cup 2021. Đội bóng này dựa trên sức mạnh của những nội binh có chất lượng cùng với 4 cầu thủ ngoại binh đáng chú ý gồm bộ đôi người Brazil Jorge Felipe và Diego Lopez, tiền đạo Stipe Blazibat người Croatia và tiền vệ Song Uyon người Hàn Quốc. Cuối cùng là Kedah Darul Aman của Malaysia. Đây là đương kim Á quân của giải Malaysia Super League và là đội bóng đang có dấu hiệu hồi sinh, lấy lại những gì đã mất từ thời hoàng kim trong những năm 2005 đến 2009. Trong quá khứ, Kedah Darul Aman đã có 2 lần tham dự AFC Cup ở các mùa 2008 và 2009 và thành tích tốt nhất của họ là chỉ lọt vào đến tứ kết vào năm 2008. Giờ đây, Kedah Darul Aman là một tập thể với những nhân tố trẻ, nhiệt huyết và những ngoại binh chất lượng đến từ bờ biển Nga, Liban, Nhật Bản và Brazil. Có thể thấy, ba đối thủ của Sài Gòn FC tại vòng bảng AFC Cup là rất đáng gờm. Theo lịch thi đấu dự kiến, đoàn quân của huấn luyện viên Phùng Thanh Phương sẽ đá trận đầu tiên vào ngày 29 tháng 6 gặp Lion City Sellers. Sau đó, họ sẽ đụng độ Kedah Darul Aman vào ngày 2 tháng 7 và cuối cùng gặp Persipura Jayapura vào ngày 5 tháng 7. Trải nghiệm thế giới thể thao sống động trên truyền hình FPT và ứng dụng Foxy.